Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, tuần 7, luyện tập trung, điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng, hình tròn, tâm, bán kính, đường kính của hình tròn. Sách giáo khoa môn toán lớp 3 dành cho buổi học thứ 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 26 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với bài số 1 này. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp theo mẫu. Như vậy đây, người ta cho mình cái mẫu này. Mẫu có này, 3 điểm thẳng hàng có trong hình bên là, tức là hình này kìa. Đấy, vậy thì chúng mình phải nhớ này, 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm phải nằm trên cái gì nhỉ? À, trên một đường thẳng như này, đúng nào? Đấy, vậy thì ta đã làm mẫu điểm A, điểm M, điểm B. Bây giờ mình sẽ có điểm gì đây? À, điểm D, điểm H, điểm K này. Ở đây sẽ có nhiều nhá. Thứ nhất này, điểm D, điểm H, điểm K này. D này, H này, K này. Được chưa? Rồi tiếp theo mình lại có này, điểm D, điểm K, điểm C. Đúng không nào? Điểm D này, điểm K này, điểm C này. Và mình lại có nữa là gì? Điểm H, điểm K, điểm C. Đấy. Điểm H này, điểm gì? Điểm K này và điểm C này. Rồi, nhìn sang đây, mình lại có điểm gì đây? Điểm A, điểm N, điểm D. Đấy. Điểm A này, điểm N này, điểm gì? D này. Được chưa? Xong nhá. Câu B này, điểm ở giữa hai điểm A và D, tức là điểm nào nằm giữa hai điểm A và D? Đây, điểm A, điểm D này, thì điểm gì đây? À, điểm N sẽ nằm giữa. Ok. Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm, đây, đoạn thẳng AB trung điểm là gì? Điểm M. Được chưa? Trung điểm của đoạn thẳng DC là, ai, đoạn DC này kìa, trung điểm của nó phải là K chứ không là H nha các em. Đấy, cách đều này, 1, 2, 3 ô này, 1, 2, 3 ô này. Đấy, vậy thì nó sẽ là điểm K. Được chưa? Xong bài số 1. Sang bài 2. Cho hình chữ nhật ABCD. Đây, ABCD. Xác định trung điểm M của cạnh AB, N của cạnh BC, P của cạnh CD, Q của cạnh AD bằng cách chấm rồi ghi tên các điểm. À, quá dễ đúng không nào? M của AB này. Như vậy các em thấy ở đây có mấy ô? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy thì điểm M sẽ là điểm nằm giữa này. Cách đều, cách đều A và cách đều B. Đúng nào? Vậy ta sẽ chấm này, bằng cách chấm này, rồi ghi điểm. Vậy đây sẽ là E, M này. Được chưa? Rồi, N của BC. Đây, BC 1, 2, 3, 4. Như vậy điểm N sẽ nằm giữa, cách đều giữa B và C. Đây sẽ là điểm E, N. Được chưa? P của CD, điểm P này sẽ trùng với gì? Trùng với cái ô của điểm M này. Đây sẽ là P. Và Q của AD. Đấy, Q đây. Ô văn K. Xong nhá. Rồi, sang bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Trong hình tròn bên có tâm là điểm nào? Đây, tâm gì?
tâm ô. Được chưa? Các đường kính là, nhớ đường kính phải đi qua gì? Đi qua tâm. Đó là AB. Và đường kính nào nữa các em? CD. Được chưa? Các bán kính, như vậy đây mình có mấy bán kính? 4 bán kính nha. OA này. Bán kính thứ nhất là OA này. Bán kính thứ hai là OB. Bán kính thứ ba là OC. Bán kính thứ tư là OD. Được chưa? Rồi, xong. Bài 4. Vẽ đường tròn tâm Y. Vẽ các đường kính MNPQ. Vẽ các bán kính IKIH. Các em lấy compa ra để chúng mình vẽ. Đây compa. Chúng ta mở khẩu độ compa vừa thôi, đúng nào. Đấy, như vậy thầy sẽ vẽ cho chúng ta quan sát này. Đường tròn tâm Y này. Đấy, giữ compa sau đó chúng mình vẽ nhé. Được chưa? Rồi, vậy thì đây chính là tâm của đường tròn này. Đấy, đường tròn này có tâm là Y. Được chưa nào? Rồi, vẽ các đường kính. Đường kính thì phải làm sao? Đi qua bán kính này. Đấy, vậy thì thầy sẽ vẽ. Các em có thể đặt bất cứ ở hướng nào cũng được. Miễn làm sao là gì? Cái đường kính MN này nó phải đi qua tâm Y mới được nhá. Nhớ nha, đường kính phải đi qua tâm. Đấy. Vậy thì đây chính là đường kính MN này. MN. Được chưa? Đường kính gì nữa? PQ. Đấy. Thầy lại vẽ tiếp được đường kính PQ này. Đây, đặt đây. PQ. Nhớ đường kính là phải đi qua tâm. PQ. Xong. Vẽ các bán kính IK, IH. Như vậy bán kính thì chúng ta chỉ vẽ từ đâu? Từ tâm ra đường tròn này thôi. Đây là Y gì? IK này. Đó, các em có thể vẽ IH đây cũng được. Nhưng mà thầy sẽ vẽ xuống đây. Là Y, IH này. Được chưa? Đó, IH. Xong. Ok nhé. Rồi, sang bài số 5. Vẽ đoạn thẳng AB bằng 12 cm. Xác định trung điểm Y của đoạn thẳng AB, trung điểm K của đoạn thẳng IB. À, trước hết chúng ta cứ vẽ cái đoạn thẳng đã. Thước này không đủ 12 cm thì chúng ta sẽ tìm một cái thước có vạch chia đủ 12 cm. Đây, thầy sẽ có thước này 12 cm đây. Ta chấm nè. 12 cm chính là từ điểm 0 này. Đó. Đến 10 gì? 12. Được chưa? Đó, như vậy các em sẽ nối này. Ta sẽ được được cái gì? Được cái đoạn thẳng A AB. Đây đoạn thẳng AB này. A B. Ok. Giờ này, xác định trung điểm Y của đoạn thẳng này. Trung điểm là điểm nằm giữa, đúng không nào? Vậy thì 12 các em chia cho 2. Chúng ta sẽ được điểm nằm giữa là mấy? 6 này. Đấy. Vậy thì đây sẽ là gì? Trung điểm này. Được chưa? Trung điểm này trung điểm gì? Y. Ok chưa? Xong nhá. Rồi. Trung điểm K của đoạn thẳng IB. Đây, đoạn IB này. Đấy, giờ chúng ta sẽ xác định cho nó trung điểm K. K là gì? Bằng mấy? Từ 0 cho đến 6 thì trung điểm sẽ là mấy? 3. Đúng không? Đấy, vậy thì đây chúng ta chấm này. Ghi tên. Đây chính là gì? K. Các em ghi K ở trên này cho nó dễ này. Phân biệt cái mình cần làm. Ok chưa?
Rồi, như vậy chúng ta đã xong tiết số 2 của tuần này. Hãy chia sẻ video và kênh em nhé.